những người có cửa hàng offline, mình mở ra xong đó mình chờ mọi người đi qua đi lại nhìn thấy cái biển hiệu của mình để vào. Đấy là cách làm của ngày xưa. Bây giờ mà mình không chủ động mang hàng đến cho người ta, không chủ động mang thông tin đến cho người ta thì làm sao ạ? Người ta không quan tâm đến mình đâu. Bởi vì sao ạ? Có rất nhiều đối thủ ở xung quanh chúng ta. Nếu mà chúng ta không chủ động tìm kiếm đến khách hàng thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ chết. Nếu mà bây giờ mà mình mở ra một cái quán ăn, mở ra một cái cửa hàng xong ngồi đó chờ khách đến ấy, thì đấy gọi là cách kinh doanh chết từ từ. Bây giờ anh chị em nghe từ FOMO chưa? Ai biết từ FOMO, viết xuống cái chữ FOMO giúp đi đúng không? Chưa nghe từ FOMO. FOMO được viết tắt kiểu từ Fear of Missing Out, tức là có một cái nỗi sợ, đấy là nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ bị nằm ngoài cuộc chơi. Thế thì TikTok hiện nay đang được gắn vào cái từ FOMO. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì hiện nay ấy, trên các cái nền tảng mạng xã hội đang phát triển rất là nhanh, thì TikTok đang là một trong những cái nền tảng phát triển nhanh nhất. Giống như trước đây á, là Facebook ban đầu nó chỉ số có một số người chơi, có một số người tham gia thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu hết anh chị em đều có tài khoản Facebook. À, cho Huy xin hỏi một câu nữa này. Bao nhiêu anh chị em chúng ta có tài khoản Facebook và đang tham gia và đang gọi là xem Facebook hàng ngày thì comment là số 2 giúp ạ. Thật nhanh anh chị em phải gọi là dùng tay luyện tay thật nhanh anh chị em nhá. Tại sao Huy bảo anh chị em comment cái con số? Bởi vì comment con số ấy, thì nó nhanh hơn là comment chữ. Đấy, nhưng mà anh chị em phải comment thật nhanh, bởi vì là gì ạ? Nó có cái độ trễ trong cái việc mà được truyền internet. Cho nên anh chị em phải comment thật nhanh, nếu không nó sẽ bị trễ mất. Mỗi người chậm một giây thôi là nó trễ rất nhiều rồi. Rồi, Huy hỏi thêm anh chị em một câu nữa. Nhớ anh chị em ngồi dậy và bật cam nhé. Ngồi dậy bật cam để chúng ta tương tác với nhau anh chị em nhé. Rồi, bao nhiêu anh chị em trong số chúng ta đang có tài khoản TikTok và theo dõi cũng như là tham gia TikTok, lướt TikTok hàng ngày thì comment số 3. Comment số 3. Anh chị em nào mà có tài khoản TikTok đăng ký rồi nhưng mà không sử dụng TikTok hàng ngày, tức là gì ạ? Vứt đấy và không đụng đến nó thì comment số 4. Còn ai mà chưa có tài khoản TikTok và cũng chẳng biết nó là cái gì thì comment số 5. Như vậy là có rất nhiều người là số 5 anh chị em ạ. Thế thì Huy lại phải đi lại từ đầu một chút. Thế thì đầu tiên thì chúng ta lại phải quay trở lại, nó là TikTok nó là cái gì, đúng không ạ? Nhiều người còn chưa biết TikTok là gì, bây giờ mình cứ nói TikTok, thế là xong lại bảo là ồ, nó cái gì tôi không hiểu. Thế tôi không hiểu làm sao ạ? Thế tôi lại đi ngủ. Đấy. Và nếu mà chúng ta ngồi đây ấy, là chúng ta phải mong muốn biết được những thứ mà mình chưa biết. Bao nhiêu anh chị em chúng ta mong muốn biết những cái thứ mà mình chưa biết, học những cái thứ mà mình chưa biết thì comment là tôi, đúng không ạ? Tức là mình chưa biết thì mình mới phải học chứ, còn mình biết rồi học cái gì, đúng không ạ? Mình biết rồi thì mình bảo cái này chán ông này, nói toàn thứ biết rồi, đúng không ạ? Cho nên tại sao Huy phải khảo sát anh chị em không comment. Cái số lượng là cái người chưa biết nhiều hơn thì Huy phải phục vụ số lượng người chưa biết. Anh chị em không comment thì tức là gì ạ? Là Huy không biết. Huy không biết là anh chị em biết hay không biết, cho nên là gì ạ? Là Huy không thể phục vụ được. Huy sẽ thống kê cái số lượng người nào mà gì ạ? Mà nhu cầu nhiều hơn thì Huy sẽ chia sẻ theo cái hướng đó. Được không anh chị em? Rất nhiều người không comment xong rồi cuối cùng lại bảo là ông này ông nói toàn thứ mình biết rồi, đúng không ạ? Cho nên là anh chị em phải comment vào, ví dụ như 80% mọi người đã biết rồi thì Huy không phải đi lại nữa, đỡ mất thời gian của anh chị em, đúng không ạ? Nhá. Rồi. Thế thì TikTok nó một cái nền tảng mạng xã hội mang tính chất giải trí.
Công ty mẹ của TikTok nó là ByteDance ở Trung Quốc, và ở Trung Quốc thì nó có cái tên khác, nó là tên Douyin. Douyin ở Trung Quốc thì rất là nổi tiếng và nó là mạng xã hội chính ở trên trên Trung Quốc. Trung Quốc thì Facebook gần như là không hoạt động được, nhưng mà Douyin là cái mạng xã hội nổi tiếng nhất, chắc là chỉ có gọi là xếp sau chỉ có WeChat thôi. Đấy. Thế thì TikTok ban đầu ấy nó là một cái nền tảng về âm nhạc. Đấy. Bắt đầu nó là từ Musical.ly, tức là cái tên đầu tiên của nó Musical.ly, thì bắt đầu nó đến từ những cái người nhảy những cái bài hát rồi hát nhép những cái bài hát, sau đó là gì ạ? Sau đó bắt đầu nó đổi đổi cái hướng phát triển. Và cái sự thành công của TikTok, khi mà TikTok mới mở ra thì khi đó Facebook đang chiếm lĩnh cái thị trường về mạng xã hội. Tuy nhiên TikTok phát triển rất là nhanh nhờ vào một cái đặc điểm, đó là gì ạ? Đó là những video ngắn, video 15 giây đến video đến 1 phút thôi. Nó không giống như là Facebook, nó không giống như là YouTube, mình có thể đăng video lên thoải mái. Thằng này nó hạn chế là chỉ cho những video ngắn mà thôi. Và cái điều này lại rất phù hợp với những cái tính cách của giới trẻ. Giới trẻ tính cách là gì ạ? Nhanh gọn lẹ đấy, chứ không thích dài dòng, không thích lòng vòng đấy. Đặc biệt là cái thế hệ Gen Z đấy, thế hệ Gen Z là thế hệ là thích nhanh gọn lẹ, đi thẳng vào vấn đề. Như vậy là gì ạ? TikTok đã nhanh chóng chiếm lĩnh được cái tình cảm của giới trẻ. Và giới trẻ chính là cái giới mà họ có sự tương tác nhiều nhất. Giới trẻ chính là cái giới mà họ có năng lượng cao nhất. Giới trẻ cũng là cái giới mà có sự lan tỏa nhanh nhất. Và TikTok đã thành công. Thành công nhờ cái việc chiếm lĩnh được niềm tin yêu của giới trẻ. Giới trẻ là cũng cái giới mà có nhiều thời gian để lướt internet nhất, nhanh nhạy nhất, tức thời nhất. Đấy. Thích những cái mới, thích những cái sự sáng tạo. Và TikTok nó là nền tảng sáng tạo về video, về âm nhạc. Cho nên là cái giai đoạn đầu ấy, thì đây chỉ là một cái kênh để mà các cái bạn trẻ giao lưu rồi chia sẻ những cái âm nhạc, những cái thước video của mình, cái video của mình. Nhưng mà dần dần mạng xã hội TikTok đã chiếm lĩnh một phần lớn trong số những cái mạng xã hội trên thế giới. Và hiện nay ở Việt Nam thì TikTok đang có khoảng 50 triệu người sử dụng thường xuyên. Con số này thì vẫn chưa bằng so với cả Facebook. Facebook thì nó có khoảng độ tầm hơn 90 triệu, 97 triệu người sử dụng thường xuyên. Thì cái điều này thì nó có ý nghĩa gì ạ? Thứ nhất, đó là gì ạ? TikTok đang có cơ hội để xoán ngôn Facebook. Bởi vì sao? Bởi vì trong nhiều tháng liên tiếp, cái phần mềm TikTok ấy nó được xếp top 1 download của Google, Android, cũng như là trên iOS, cái nền tảng mà download cái app về điện thoại. Và số lượng người cài đặt TikTok ngày càng tăng. Và giống như rất nhiều những cái người khác, họ sẽ tham gia khi mà có rất nhiều những người xung quanh nói về nó, rất nhiều những người xung quanh tham gia thì cuối cùng họ cũng phải tham gia. Và chúng ta với vai trò là những cái người làm kinh doanh, đúng không ạ? Như ban đầu Huy có hỏi anh chị em ấy, chúng ta là những người làm kinh doanh và mong muốn kinh doanh tốt hơn, thì không lý do nào chúng ta lại bỏ qua một cái cơ hội, bỏ qua một cái chợ tốt như vậy. Khi mà anh chị em chúng ta có một cái mặt hàng nào đó, việc của chúng ta đó là mang ra chợ để bày bán, đúng không ạ? Đây là cách rất là thông thường, cách rất bình thường. Chúng ta đem hàng ra chợ để bán là rất bình thường. Thế thì có những cái chợ nào để chúng ta bán ạ? Nếu mà offline chúng ta đem ra chợ, đúng không ạ? Nếu mà online thì chúng ta đem đi đâu anh chị em? Anh chị em comment xuống với Huy này. Nếu mà chúng ta muốn kinh doanh online hoặc là muốn bán hàng online thì chúng ta phải biết đến những cái chợ nào. Chợ nó là nơi mà có khách hàng, có nhiều khách hàng, đúng không ạ?
Đấy, mình muốn bán cá, bán thịt, bán rau, bán đồ khô thì đem ra chợ, đúng không ạ? Ở trên online thì chúng ta có những cái gọi là nền tảng, có những cái chợ nào mà chúng ta biết, chúng ta comment xuống được không ạ? Bất kể cái chợ nào mà chúng ta biết. À, đúng rồi, mạng xã hội, đúng rồi. Đọc tên những cái mạng xã hội lớn mà anh chị em biết là. À, đúng rồi, các trang thương mại điện tử, đúng không? Như là Tiki, Lazada, Shopee, gì nữa? Hãy comment xuống ạ. Nhiều lắm anh chị em ạ. Chợ nhiều lắm. Giống như chợ thì có gì ạ? Chợ Đồng Xuân, chợ chợ Mơ, chợ Cầu Cầu Mới, chợ Đầu Mối, rất là nhiều các chợ đúng không? Thì ở trên online nó cũng có rất nhiều cái chợ như vậy. À, TikTok đúng không ạ? Amazon, Zalo, Facebook đúng không ạ? Shopee, gì nữa đấy. Anh chị em lại có rất nhiều những cái chợ. Cái chợ là nơi tập trung đông người. Những nơi tập trung đông người mà có cơ hội để bán hàng thì đấy là chợ. À, đúng không ạ? Rồi. Thế thì chỗ nào đông người là mình phải xông vào. Nếu mình hàng của mình ngon, hàng của mình tốt, hàng của mình giúp được nhiều người đặt làm cái điều gì đó. Ví dụ như là mình là sản phẩm là mỹ phẩm đi, giúp cho mọi người khỏe đi, à, giúp mọi người trẻ, giúp mọi người xinh đẹp hơn này. Đấy, ví dụ như là sản phẩm của mình là thực phẩm chức năng, giúp cho mọi người khỏe hơn đi. Nhưng mà mình lại cứ giấu ở nhà, mình không có mang ra chợ mình bán, mình không có chia sẻ cho mọi người thì làm sao mà mình bán được hàng anh chị em? Đúng không ạ? Shipper thì không phải là chợ anh chị em nhé. Rồi, thế thì hiện nay chúng ta biết là rất nhiều những cái chợ như vậy để mà chúng ta có thể bán hàng hoặc là có thể xây dựng thương hiệu cá nhân. Cuối cùng xây dựng thương hiệu cá nhân cuối cùng để bán hàng thôi chứ để làm gì. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với Huy là xây dựng thương hiệu cá nhân thì cuối cùng cũng để bán hàng chứ để làm gì đâu. Cuối cùng nó để kiếm tiền tốt hơn chứ làm gì đâu. Đúng không ạ? Đồng ý thì comment đồng ý phát nào. Đúng không ạ? Và ở đây thì Huy không cố gắng muốn chia sẻ cho anh chị em một cái thông tin gì mang tính chất giật gân hay là một cách lý thuyết, mà Huy mong muốn đó là gì ạ? Là giúp anh chị em chúng ta có thể kinh doanh tốt hơn. Và đặc biệt anh chị em chúng ta biết là gì ạ? Từ giờ đến Tết là chúng ta còn khoảng chưa đến 90 ngày nữa. Và chúng ta sẽ làm sao đó để chúng ta có thể bán được hàng từ giờ đến Tết, đúng không ạ? Từ giờ đến Tết chúng ta có thể bán được hàng. Và tại sao lại là TikTok? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đang là một cái nền tảng dễ bán hàng. Hiện nay chúng ta livestream ở trên Facebook không có người xem hoặc rất ít người xem, bởi vì Facebook nó bóp hết tương tác rồi. Chúng ta muốn có người xem, chúng ta phải chạy quảng cáo, chúng ta phải trả tiền. Cho nên là gì ạ? Đây đang là một cái chợ mà bình thường nhé. Bây giờ chúng ta mang đồ của mình đến những cái chợ lớn như chợ Đồng Xuân rồi các thứ ấy, là chúng ta phải trả tiền để cái thuê cái chỗ ngồi, có đúng không anh chị em? Tất cả những cái thằng mà tạo ra cái nền tảng như vậy cuối cùng là gì ạ? Nó cũng là kinh doanh mà thôi, nó cũng là kiếm tiền mà thôi. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta phải trả tiền để được ngồi đấy, rõ ràng đúng không ạ? Thế thì TikTok nó là một cái chợ rất là mới, cho nên là cái tiền mình bỏ ra để thuê cái địa điểm ở trên cái nền tảng đó nó đang rẻ hơn so với các cái nền tảng khác, ví dụ như là Facebook, ví dụ như là Shopee, đúng không ạ? Cách đây khoảng 7 đến 8 năm thì những cái người làm Facebook cái đời đầu ấy họ rất là thành công, họ livestream là họ đã bán được hàng, họ livestream là có người xem. Nhưng bây giờ thì sao? Anh chị em livestream không có người xem, đăng bài lên trên kênh cá nhân không bán được hàng. Đúng như vậy không ạ? Và chạy quảng cáo thì sao ạ? Rất cạnh tranh luôn. Giá thầu rất là cao, chưa kể có những thằng nó còn click ảo. Mình bỏ ra khoảng độ triệu quảng cáo một ngày, nó cho cái máy nó nhấn vào nó click 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 click, click khoảng 100 lần phát mình hết tiền. Cho nên là sao ạ? Là quá cạnh tranh luôn.
Giống như là chúng ta vào những cái chợ lớn thì chúng ta phải bỏ hàng trăm triệu, hàng mấy trăm triệu, thậm chí hàng tỷ để mua một cái kiosk quá lớn để chúng ta bắt đầu. Nhưng mà TikTok đang là một cái chợ rất là gì ạ, mới và tăng trưởng rất là nhanh. Và những cái người mới thì sao ạ? Những cái người mới thì họ có sự hào hứng. Đấy. Cho nên trước đây á thì TikTok nó chỉ là những cái kênh giải trí thôi. Đấy, nó là chính xác, nó là một cái kênh để mà sáng tạo nội dung cũng như là giải trí. Cho nên người ta gọi là chơi TikTok là vậy. Đó. Nhưng mà hiện nay rất nhiều người tham gia vào TikTok để làm gì ạ? Để kinh doanh. Thế thì những người tham gia vào TikTok để kinh doanh thì dần dần nó đẩy cái độ tuổi mà tham gia TikTok lên cao. Trước đây á, thì TikTok nó chỉ có độ tuổi trẻ, tức là tầm 30 tuổi trở xuống. 30 tuổi trở xuống thì bắt đầu mới chơi TikTok, còn trên 30 tuổi là không chơi. Ví dụ như là Huy tầm 40 là Huy không có chơi. Huy không có tham gia bởi vì sao ạ? Với Huy là ở đấy độ tuổi nó trẻ quá, nó không phải cái độ tuổi mà mình giống như cái độ tuổi mà gọi là khách hàng tiềm năng của mình hay là cái đối tượng mà mình hướng tới, cho nên là Huy không có tham gia. Đấy. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố mà mình thấy rằng là mình đang bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Ở đây chúng ta có thể bán hàng, chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân rất là tốt. Và bây giờ cái độ tuổi mà những cái người mà tham gia TikTok bây giờ càng ngày nó càng gì ạ? Càng lớn tuổi hơn. Giống như ngày xưa Facebook mới đầu thì những người trẻ chơi thôi. Những người trẻ họ nắm bắt cơ hội nhanh hơn. Còn những người mà lớn tuổi hơn một chút, 40, 50 thì sau này họ không thể nào đứng ngoài được cuộc chơi, cho nên bắt buộc họ phải gì ạ? Họ phải tham gia. Và chúng ta cũng vậy. Một là chúng ta tham gia sớm, hai là chúng ta tham gia muộn, nhưng mà đường nào thì chúng ta cũng phải tham gia. Tốt nhất thì tham gia sớm thì làm sao thì tốt hơn. Anh chị em comment xuống điều này hoặc ghi xuống điều này cho mình. Đường nào cũng tham gia sớm tốt hơn. Ok không ạ? Nhá. Và hiện nay ở trên TikTok thì có 60%, gần 60% là nữ, với độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống. Đây là đối tượng chính ở TikTok, từ 16 cho tới 35 tuổi. Từ 16 tuổi cho đến 35 tuổi. Đây là đối tượng chính ở TikTok, 80% đối tượng ở TikTok đang nằm trong cái khoảng độ tuổi này. 60% là nữ, 40% là nam. Và như vậy thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Một cái thị trường mà rất là nhiều những cái người nữ ở trên TikTok thì chúng ta phải biết cách bán hàng cho họ như nào. Chúng ta phải hiểu họ để chúng ta bán được hàng cho họ. Ok không ạ? Thế thì chúng ta đi tiếp vào những cái việc mà làm thế nào để chúng ta có thể kinh doanh được trên TikTok, làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên TikTok. Và đây là cái cơ hội dành cho tất cả mọi người, bởi vì nó còn đang dễ. Đặc biệt là TikTok Shop, nó ra đời vào tháng 3 năm 2022, thưa anh chị em. Và nó đã biến từ một cái nền tảng giải trí mạng xã hội đơn thuần sang là một cái nền tảng kinh doanh, trở thành một cái nền tảng thương, một cái trang thương mại điện tử. Và thậm chí nó còn thay thế cho những cái trang thương mại điện tử khác. Nó là một cái đối trọng của các trang thương mại điện tử khác. Thế, theo thống kê thì các trang thương mại điện tử Việt Nam hiện nay thì có 4 cái trang thương mại điện tử lớn. Thứ nhất là Shopee, Lazada, Tiki và Sendo. Thì trong đó thì Shopee chiếm cái tỷ trọng lớn. Mỗi một tháng trung bình, cái doanh số bán hàng ở trên Shopee rơi vào khoảng độ 8.000 đến 9.000 tỷ Việt Nam đồng. Đúng không ạ? Trong đó Lazada thì rơi vào khoảng 2.000 tỷ. Tiki khoảng độ 500 tỷ. Và Sendo thì chỉ khoảng độ đâu đó 100-200 thôi. Cho nên không đáng nhắc tới. TikTok mới ra đời được 6 tháng. Nó không phải là 10 năm giống như là Shopee. Nhưng mà gì ạ? Chỉ có 6 tháng thôi thưa anh chị em. Nhưng mà doanh số của TikTok hiện nay là trên 1.000 tỷ. Anh chị em thấy con số kinh khủng không ạ? Tăng trưởng cực kỳ nhanh, chỉ 6 tháng thôi mà doanh số, tổng doanh số trên Shopee đã lên đến 1.000 tỷ. Hơn 1.000 tỷ, khoảng 1.200 tỷ. Và nó còn tiếp tục tăng trưởng
và tăng trưởng càng ngày càng nhanh. Như vậy là gì ạ? Sớm hay muộn thôi thì TikTok cũng có khả năng sẽ chiếm vị trí số 2. Bây giờ nó đang chiếm vị trí số 3 rồi. Và sớm hay muộn nó sẽ vượt qua Lazada để chiếm vị trí số 2. Và chiếm được vị trí số 1 hay không thì Huy không biết. Nhưng mà Shopee hiện nay đang bị giảm. Cái doanh số của Shopee đang bị giảm. Tại sao ạ? Bởi vì trước đây là TikTok, người ta làm thương hiệu trên TikTok, sau đó là dẫn nguồn sang Shopee để bán hàng. Nhưng bây giờ TikTok có shop rồi, cho nên là mọi người không cần phải đi đâu hết. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên TikTok, sau đó là gì ạ? Bán hàng ở trên TikTok luôn. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta không thể bỏ qua được. Bây giờ mà chúng ta còn thờ ơ, bây giờ mà chúng ta còn bỏ qua nữa thì không còn cơ hội nào đâu. Đúng không ạ? Một số người, một số nhà bán hàng ở bên cái kênh Douyin ở bên Trung Quốc ấy, bên Trung Quốc hiện nay thì nó quá là bão hòa rồi. Nhà nhà bán hàng, người người bán hàng ở trên đấy rồi. Cho nên là gì ạ? Là bắt đầu nó khó rồi, nó cạnh tranh rồi. Và bây giờ những cái người rất là chuyên nghiệp như vậy, họ chuyển sang những cái quốc gia như ở Việt Nam, nó còn thị trường còn rất là mới, và họ tham gia vào cái thị trường họ bán hàng thì làm sao? Thì họ chiếm lĩnh thị trường rất là nhanh. Và chúng ta sẽ thua ở ngay chính trên sân nhà của mình. Được không ạ? Và đấy là lý do tại sao mà Huy cũng không thể nào nằm ngoài cuộc chơi được. Đến bây giờ mình cũng phải bắt đầu chiến đấu thôi, bắt đầu tham gia thôi. Và bây giờ nó vẫn còn dễ. Bây giờ nó khó hơn so với cách đây khoảng độ 2 đến 3 năm rồi anh chị em nhé. Bây giờ mình live stream, bây giờ mình đăng video lên là khó hơn so với cách đây rồi 2 năm rồi. Nhưng dù sao nó vẫn còn dễ hơn những cái mạng xã hội khác. Đấy. Và chúng ta đã bỏ qua cái cơ hội để bán hàng với Facebook, bỏ qua cái cơ hội để bán hàng với Shopee, thì chúng ta không thể bỏ qua cái cơ hội để mà bán hàng, để mà kinh doanh cùng với TikTok được, để xây dựng thương hiệu cá nhân cùng với TikTok được. Ok không anh chị em? Nha. Và để mà chúng ta có thể bán được hàng tốt hơn thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em một số những cái điều cơ bản để anh chị em tham gia vào cái thị trường này, cũng như là vào cái mạng xã hội này. Thứ nhất đấy là về những cái tài khoản hay là những cái vai trò chúng ta, khi mà chúng ta tham gia vào, chúng ta xác định luôn là chúng ta sẽ nắm ở vai trò gì. Có 3 cái vai trò chính khi mà chúng ta tham gia với TikTok. Vai trò thứ nhất đó là chúng ta là người chơi. Chúng ta chỉ tham gia thôi. Chúng ta chỉ tham gia giống như là một cái người gọi là xem thôi, khán giả, đúng không ạ? Hoặc là người mua hàng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem các video, chúng ta sẽ xem các live stream của những cái người mà bán hàng, những người mà làm thương hiệu ở trên TikTok. Sau đó thì chúng ta lướt. Đấy. Và đặc biệt có một cái lưu ý đấy là gì ạ? TikTok có khả năng gây nghiện rất là cao. Mặc dù các video nó chỉ ngắn dưới 1 phút, nhưng nó mất rất thời gian, đúng không anh chị em? Lướt một tí là mất 1-2 tiếng ngay. Bao nhiêu anh chị em chúng ta cũng đã từng giống như Huy, ngồi lướt TikTok một tí là hết 2 tiếng ngay. Ví dụ như hôm qua chẳng hạn, mình đi ngủ lúc 12 giờ nhưng mà thực tế khi mà mình rời cái điện thoại ra nó gần 2 giờ sáng. Ngày hôm nay này anh chị em, 2 giờ sáng hôm nay, 4 rưỡi Huy lại dậy, nhưng 2 giờ sáng mới đi ngủ, cũng chỉ vì cái vụ là gì ạ? Lướt TikTok khổ thế đấy. Sáng nay phải dậy đào tạo rồi mà tối hôm qua vẫn 2 giờ mới ngủ được. Nó chỉ đơn giản là nó gây nghiện. Nó gây nghiện. Video thì ngắn nhưng mà xem lâu, thế mới hay. Đó. Ở trên YouTube thì rất nhiều video dài nhưng mà không xem được lâu. Nó là nhại như vậy. Thế thì nó phải có một cái lý do gì đó nó mới gây nghiện như vậy. Đúng không ạ? Thế thì đầu tiên chúng ta, vai trò của chúng ta là chúng ta chỉ là cái người lướt. Thứ nhất là giải trí. Có rất nhiều cái nội dung giải trí cũng trên đấy. Nhưng bây giờ ngoài cái nội dung giải trí ra thì nó còn có những cái nội dung mang tính chất là giáo dục. Anh chị em thấy bây giờ đã có rất nhiều kênh về giáo dục ở trên TikTok đúng không ạ? Nó có rất nhiều kênh về tin tức. Lên TikTok, lên mạng xã hội để đọc tin tức. Giống như chúng ta bây giờ nhé, chúng ta vẫn đọc tin tức chính, không phải trên báo đâu anh chị em, mà trên mạng, các mạng xã hội. Đọc tin tức ở đâu ạ? Trên Facebook. Trên đâu nữa ạ? Zalo. Ở đâu nữa ạ? YouTube. Bây giờ muốn xem thời sự anh chị em vào đâu? Vào YouTube xem. Huy thường thế.
Đấy, lên Facebook lướt để gì ạ? Cập nhật tin tức mới nhất. Đúng không ạ? Không thì thành người tối cổ ngay. Bây giờ người người là phóng viên, nhà nhà là phóng viên rồi. Mình đi ra ngoài thấy ngoài kia có vụ cháy, có vụ đánh nhau, có vụ đánh ghen, ngay tức Facebook cập nhật trước, báo cập nhật sau. Bây giờ mà đọc báo là kiểu gì cũng thông tin nó bị chậm đi rồi. Được chưa ạ? Cho nên TikTok bây giờ nó không chỉ là nền tảng giải trí nữa, nó là nền tảng đa phương tiện. Lên trên TikTok để làm gì ạ? Để mua hàng. Đúng không? Đấy, rất nhiều các nhu cầu. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta có thể là vai trò là cái người mua hàng, là cái người xem, là người quan sát. Vai trò thứ hai đó là chúng ta là những người sáng tạo nội dung. Những người sáng tạo nội dung sẽ là những cái người KOL, những người idol, tức là những người thần tượng, những người mà có rất nhiều follow, rất nhiều fan hâm mộ. Và chúng ta sẽ phải đầu tư thời gian, công sức và làm những cái video chất lượng, sáng tạo và chúng ta trở thành cái người nổi tiếng. Ok không ạ? Đấy. Nhiều người biết đến với mình thì là nổi tiếng. Nếu mà anh chị em có 100.000 follow trở lên thì anh chị em là người nổi tiếng. Dưới 100.000 thì cũng hên xui anh chị em nhé. Nhưng từ 100.000 follow trở lên, 100.000 follow tức là 100.000 người hâm mộ họ theo dõi chúng ta thì là gì ạ? Là chúng ta là người nổi tiếng. Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay có cái kênh TikTok hoặc là kênh Facebook có trên 100.000 follow? Huy thì thực tế là chưa có kênh TikTok là 100.000 follow, nhưng mà trên Facebook thì Huy có cái nhóm. Nhóm thì khó hơn là fanpage anh chị em nhé. Xây dựng nhóm thì khó hơn xây dựng fanpage. Thì Huy có nhóm là 200.000 follow rồi. Tức là Huy đã làm được cái việc mà hàng trăm ngàn follow, hàng trăm ngàn cái người tương tác với mình, hàng trăm ngàn cái người theo dõi mình ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên là Huy chưa tập trung vào TikTok. Trước đây thì Huy tập trung vào Facebook nhiều hơn, Facebook và YouTube nhiều hơn. Đã, bây giờ thì mới tập trung vào TikTok. Nhưng mà đã là những cái người mà nổi tiếng ở trên mạng xã hội rồi. Đấy. Thì đấy là vai trò thứ hai. Vai trò thứ hai khi mà chúng ta tham gia với một cái mạng xã hội. Vai trò thứ ba, đấy là vai trò của người kinh doanh hay là cái người bán hàng. Được không ạ? Vai trò của người kinh doanh hay vai trò của người bán hàng. Thì theo anh chị em, thì anh chị em chúng ta muốn sử dụng TikTok với vai trò gì? Comment thật nhanh. Mình muốn là người số 1, đấy là gì ạ? Là người lướt xem, giải trí, đốt đốt thời gian, giết thời gian. Hay là người thứ hai, đó là sáng tạo nội dung để mà gì ạ? Thể hiện những cái khả năng sáng tạo, ý tưởng của mình để mà diễn, để mà trở thành người nổi tiếng. Hay là vai trò thứ ba, đấy là người bán hàng. Hay là người kinh doanh, hay người kiếm tiền. Mình lướt TikTok, mình kiếm được tiền. Đấy. Rồi. Ok không ạ? Như vậy anh chị em chúng ta là mong muốn trở thành người bán hàng đúng không ạ? Rồi. Rất tốt. Đấy là cái mục tiêu chính của chúng ta. Như vậy, để trở thành người bán hàng, thì anh chị em biết rồi. Để trở thành người bán hàng tốt, đầu tiên chúng ta phải là người khách hàng tốt. Trước khi chúng ta bán được hàng, chúng ta phải hiểu được cái thị trường đó. Cho nên chúng ta sẽ là vai trò số 1. Đầu tiên chúng ta phải tham gia vào TikTok với vai trò là vai trò người gì ạ? Người xem, vai trò người mua hàng và vai trò của người gì ạ? Người học tập. Khi mà chúng ta xem và chúng ta mua hàng, không phải chúng ta chỉ xem, chúng ta chỉ mua hàng, mà chúng ta xem họ làm như thế nào để chúng ta bắt chước, chúng ta xem họ làm như nào để chúng ta học tập, chúng ta mua hàng để chúng ta có cảm xúc của người mua hàng, chúng ta mua hàng thì chúng ta mới biết cách bán hàng. Được không anh chị em? Cho nên trước khi chúng ta trở thành cái người bán hàng thì chúng ta phải trở thành cái người mua hàng. Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẽ quyết định là sẽ dành 1 đến 2 tiếng mỗi ngày để lướt TikTok để học, không phải để xem giải trí giết thời gian. Rất nhiều người thấy ví dụ như nhiều cô bác anh chị em lớn tuổi ở trong này ấy, thấy con mình lướt TikTok không đầu chửi nó, bảo là gì ạ? Mất thời gian. Đúng rồi, nếu mà chỉ lướt TikTok để mà giải trí thôi ấy, thì mất thời gian, nhưng mà mình lướt TikTok để mình học xem họ làm như nào để mình bắt chước mình làm. Ok không ạ?
Cho nên để trở thành người bán hàng tốt, đầu tiên mình phải trở thành cái người mua hàng tốt. Và muốn trở thành người nổi tiếng, người có nhiều follow thì phải trở thành cái người follow tốt. Tức là phải đi xem. Mà đi xem không chỉ xem thôi, video nào mình thấy hay ấy, nó phù hợp với cái nhu cầu và cái mong muốn hay là sở thích của mình ấy, thì vui lòng bấm like, comment, share cái video đấy hoặc là follow kênh đấy. Được chưa ạ? Đừng chỉ có lướt xem không, xem nhưng mà mình để có tâm một tí, mình comment xuống, mình thả tim nhá. Nó không mất gì đâu, nhưng mà gì ạ? Đấy là thể hiện cái gọi là cái sự quan tâm của mình, và TikTok sau này nó sẽ phân phối nhiều cái nội dung như vậy hơn đến với mình. Ok không ạ? Rồi. Thì để mà bán hàng tốt hơn thì chúng ta cũng phải trở thành cái người nổi tiếng. Đấy, như vậy là gì ạ? Nếu mà chúng ta muốn trở thành cái vai trò số 3 thì chúng ta cũng phải đi qua vai trò số 1 và vai trò số 2. Đấy. Tất nhiên, và Huy sẽ hướng dẫn anh chị em có những cái phương pháp mà không cần phải trở thành người nổi tiếng, không cần có nhiều follow, vẫn bán hàng bình thường. Ngày hôm qua Huy lướt TikTok, tối đêm hôm qua Huy lướt, không phải là để xem, để giải trí, để giết thời gian, mà để nghiên cứu xem là gì ạ. Vào lúc 1 đến 2 giờ sáng, người ta vẫn đang bán hàng bình thường. Và có những tài khoản anh chị em ạ, có tài khoản nó chỉ có 43 follow thôi. Có tài khoản nó chỉ có 43 follow thôi anh chị em ạ. Nhưng mà làm sao ạ? Nó live stream vào lúc 2 giờ sáng, nó vẫn có hơn 200 người xem và vẫn bán được rất nhiều hàng. Đấy. Huy chia sẻ cho anh chị em xem luôn. Ở đây là Huy gửi cho cái nhóm về TikTok của Huy. Huy đang có cái nhóm mà anh chị em cùng làm TikTok với Huy. Thì Huy gửi vào lúc 1:35 sáng ngày hôm nay đây này anh chị em này. Anh chị em thấy không ạ? Có nhìn thấy không ạ? 1:35 sáng đây này. Đấy. Huy xem ấy, tức là trong cái nhóm này là Huy có trong cái quá trình mà Huy nghiên cứu, Huy học tập từ TikTok, Huy thấy cái gì hay thì Huy thả vào đây cho anh chị em cùng học. Anh chị em không biết cái gì, khó khăn chỗ nào hỏi Huy, Huy biết Huy trả lời, không biết Huy học, Huy tìm hiểu, Huy mầy mò để Huy trả lời. Bởi vì thế mạnh của Huy đó là nghiên cứu, là mầy mò. Cho nên Huy không làm thôi, nó Huy làm rất là nhanh. Đúng không ạ? Mặc dù là bây giờ là Huy chưa có kênh nào mà nhiều follow, nhưng mà Huy tin rằng nếu mà Huy làm thì chắc chắn là sẽ rất nhanh. Ok không ạ? Và anh chị em theo dõi Huy nhá. Rồi. Đây anh chị em, đây 41 lượt follow vẫn live bình thường này anh chị em này. Anh chị em nhìn thấy không ạ? 41 lượt follow và không hề có một video nào nhé. Không hề có, chưa từng đăng một video nào. Và Huy tin rằng đây là sản phẩm, đây là một cái gì ạ? Đây là cái người mới. Không có tiểu sử, bio, không có gì hết. User còn chưa chịu đặt tên. Cái tên nick cũng rất là bình thường, cũng chẳng biết đọc là gì luôn. My Mi Tú En hay Tuyên, không phải Tuyên, VN. Không follow ai hết và không có lượt thích nào hết, không có video nào hết. Vừa mới lập ngày hôm nay đã live stream, anh chị em nhìn này, 227 lượt xem. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. 794 lượt thích cái live stream này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều người nghĩ rằng là phải gì ạ? Phải nhiều follow, phải là idol thì mới bán hàng được. Đây này, Huy cho anh chị em xem. Đây là vẫn cái thằng này đấy ạ. Vẫn thằng 794 lượt xem với cả 242 mắt đang xem nhá. 242 người đang xem trực tiếp nha. Và anh chị em nhìn này, 88 cái đồ đã bán này, 77 sản phẩm đã bán này, 22 sản phẩm đã bán này. Đây là chưa kéo xuống dưới nữa, xuống dưới nữa lại còn có nữa. Đâu ạ? Đây là một cái nick khác anh chị em nhé. Đây là nick khác, cũng có hơn 2.000 follow thôi. Và vẫn gì ạ? Vẫn bán 4,4 lượt lượt thích với cả 175 lượt xem. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Mà nó bán sản phẩm đâu rẻ đâu, 1,5 triệu. Đấy. Rất nhiều người bán sản phẩm rẻ, 1,5 triệu, 2 triệu vẫn bán bình thường. Đây
hai bạn này cũng livestream lúc 1 giờ 2 giờ sáng này. Có 8.000 follow này. Có 8.000 follow thôi anh chị em, không phải idol gì đâu. Nhưng mà gì ạ? 781 mắt xem. Anh chị em thấy kinh khủng không ạ? Đó. Bên này một thằng khác cũng thế, cũng bán đồng hồ. 957 lượt follow. Đấy, rất nhiều người nói rằng là phải có 1.000 follow thì mới bật được cái livestream hay là mở được shop đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ có cách không cần có 1.000 follow, không follow cũng mở livestream, cũng mở shop được. Đấy, có cách. Quan trọng nhất là mình có tìm không nhá. Không hề khó thế nào. Nó gọi là information at your fingertips. Tức là gì ạ? Thông tin nằm ở đâu anh chị em? Thông tin nằm ở đâu ạ? Thông tin nằm ở đâu anh chị em? Thông tin nằm ở trên đầu ngón tay. Mình muốn có thông tin thì mình làm gì? Nào comment xuống anh chị em, comment xuống thật nhanh. Mình muốn có thông tin thì mình làm gì ạ? Cái gì không biết thì mình thì làm gì ạ? Làm gì thật nhanh anh chị em, comment làm thật nhanh. Tìm kiếm, đúng rồi. Search, tìm kiếm. Mình bảo bây giờ từ khóa là gì ạ? Làm thế nào để mở livestream TikTok khi mà không có 1.000 follow? Ra ngay. Được không ạ? Đấy, rất dễ nhá. Thế chỉ nó bật mí thế thôi, anh chị em tự biết cách này nhá. Rồi, như vậy là chúng ta biết cái vai trò của mình ở trên cái kênh TikTok rồi. Tiếp theo là Huy sẽ chia sẻ với anh chị em cái gì ạ? Một số cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị khi mà chúng ta làm TikTok. Thứ nhất là chúng ta phải biết về cái việc mà những cái thuật ngữ ở TikTok. Đấy. Thứ hai là chúng ta phải biết cách để mà tạo một cái tài khoản. Tạo tài khoản rất là dễ anh chị em. Tạo tài khoản thì rất dễ. Yeah. Chia sẻ cho anh chị em cách mà tìm những cái thuật ngữ ở trên TikTok. Thuật ngữ TikTok đi. Thuật ngữ TikTok. Không biết cái gì thì nên Google hỏi. Đấy chứ ạ. Những cái thuật ngữ thông dụng trên TikTok. Mình lướt qua một vài thứ cho anh chị em gọi là nghiên cứu nhé. Đấy. Follower tức là người theo dõi, được chưa? TikTok ID hay là TikTok profile là cái kênh TikTok của mình ấy. Cho nên nhiều người cứ hỏi là xây kênh hay là build kênh ấy. Tức là gì ạ? Là để mình đăng những cái video sáng tạo để có nhiều người follow, để có nhiều người theo dõi mình, thì đấy gọi là build kênh hay là xây kênh. TikTok ID thì nó sẽ có sau cái từ a còng này. À, thì là tên của mình, là cái tên này là duy nhất anh chị em nhé. Rồi cái thuật ngữ rồi một số cái thuật ngữ khác ở TikTok ví dụ như là flop ở trên TikTok, tức là nó giống như là mình lên xuống như này, video lúc thì lên triệu view, lúc thì xuống, nó gọi là flop anh chị em. Ví dụ như một số cái thuật ngữ trên TikTok, duet, khi mà chúng ta trên TikTok nó có cái từ duet, tức là khi mà mình nhìn thấy một cái video nào mà hay ấy, thì mình nhấn vào đấy, thì mình có thể lấy được cái âm thanh của nó để mà mình làm lại cái video đó, làm nhái lại cái video đó. Cho nên là trên TikTok ấy, thì đôi khi là chúng ta cũng không cần phải sáng tạo gì đâu. Tất nhiên là chúng ta chơi sâu, chơi lâu, chúng ta chơi nghiêm túc thì chúng ta cũng cần phải có sự sáng tạo. Tuy nhiên là TikTok nó khuyến khích cái việc mà chúng ta copy. TikTok khuyến khích chúng ta cái việc copy cái video của người khác và gắn hashtag lên xu hướng, lên trend. Trend tức là xu hướng anh chị. Thì khi đó thì TikTok nó sẽ phân phối những cái lượt xem theo những cái hashtag. Hashtag tức là những cái gọi là đánh dấu hay là cái từ khóa, đúng không ạ? Trên TikTok chúng ta sẽ sử dụng các hashtag khác nhau để chúng ta gom các chủ đề giống nhau và cùng với nhau. Và khi chúng ta nhấn vào cái tên chủ đề hay là chúng ta nhấn vào cái hashtag thì tất cả những cái video liên quan mà có gắn hay có nội dung có viết cái chữ hashtag đó. Hashtag là tất cả những cái chữ
không dấu viết liền ở phía sau cái dấu thăng thì gọi là hashtag. Thì tất cả những cái thông tin, những cái video mà gắn hashtag đó sẽ gom được vào thành một cái chủ đề, đúng không ạ? Nhấn vào đấy, tất cả các video nó sẽ hiện ra. Đó. Cho nên khi mà chúng ta làm video TikTok thì chúng ta nhớ phải gắn hashtag. Hashtag thì có 3 loại. Loại thứ nhất đấy là hashtag cá nhân, tên của mình, đúng không ạ? Hashtag thứ hai đấy là hashtag theo trend. Hashtag thứ ba là hashtag theo cái nội dung của video đó. Video đó chứa cái từ khóa nào, chứa cái nội dung nào mà dễ để mà mình muốn người khác tìm kiếm thì mình gắn cái hashtag đấy vào. Được chưa ạ? Cái trend tức là cái xu hướng mà người ta đang tìm kiếm cái gì ấy, gắn vào. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo nữa, cái nội dung mà chúng ta nên biết đó là cái việc là chúng ta xây dựng cái kênh của chúng ta như nào. À, để mà chúng ta xây dựng cái kênh của mình thì chúng ta biết là chúng ta phải đăng video, đúng không ạ? Thì 5 bước để đăng video là như nào? Từ cái bước là chúng ta lên ý tưởng như thế nào? Lên ý tưởng nhé, xong nó bắt đầu lên kịch bản. Lên kịch bản xong bắt đầu mới gì ạ? Mới ra được cái concept, tức là ra cái chi tiết. À, kịch bản ra rồi thì bắt đầu là short 1 quay cái gì, short 2 cái quay cái gì. Và mỗi một cái short ở trên TikTok nó là video ngắn, cho nên là mỗi một cái short đấy là chúng ta sẽ dành khoảng độ 3 đến 5 giây để quay một cái short hình. Đấy, được rồi, xong ghép vào nó thành một cái video 1 phút. Được chưa? Đấy, rồi bước 4 mới là quay, bước 5 là dựng. Đúng không ạ? Và cái việc mà video marketing như này thì Huy đã có một cái chương trình chia sẻ 7 ngày video marketing và có 7 cái video để mà hướng dẫn anh chị em cách từ cái việc mà đầu tiên khi mà làm video như nào, rồi rất nhiều các kiến thức ở trong đó. 7 ngày làm video marketing, Huy đã có một cái bộ video như vậy rồi. Anh chị em nào mà quan tâm ấy thì lên trên YouTube search từ là gì ạ? Video marketing cộng với cả tên Nguyễn Quang Huy là ra ngay 7 cái video đó. Ok không ạ? Huy để public online, anh chị em lên đấy tìm. Thông tin ở trên đầu ngón tay, đúng không anh chị em? Rồi. Chúng ta nếu mà chúng ta đăng video, chúng ta nên đăng video vào giờ nào cho đúng. Thì thực tế hiện nay là có 2 giờ gọi là hai cung hoàng đạo, hay là hai cái giờ đẹp, hai cái giờ mà đông người đi chợ. Ví dụ chợ là chúng ta có họp theo phiên, đúng không anh chị? Chợ người ta họp theo phiên, tức là gì ạ? Là buổi phiên buổi sáng, xong phiên buổi chiều. Đấy, kiểu kiểu này, chợ sáng, chợ chiều. Thì phiên buổi TikTok thì nó cũng có hai phiên chính. Đó là phiên từ 11 giờ cho đến 13 giờ, tức là 11 giờ cho đến 1 giờ trưa. Cái phiên thứ hai là phiên buổi tối, là từ khoảng độ 8 giờ cho đến 10 giờ tối. Nó có hai cái phiên đấy, là hai phiên chính. Ngoài ra thì có các phiên phụ. Phiên phụ ví dụ như là phiên buổi sáng, đó là phiên từ 7 giờ cho 9 giờ sáng, trước khi mà đi học đi làm. Cái phiên thứ hai nữa, đó là phiên buổi đêm, tức là từ khoảng độ 10 giờ cho đến 2 giờ sáng, 10 giờ cho đến 1-2 giờ sáng, đúng không anh em? Và nếu mà chúng ta ấy muốn biết được cái phiên nào ấy mà là cái phiên mà hot với mình ấy, thì tốt nhất đó là mình phải test. Đó. Có những người live stream vào lúc 4 đến 5 giờ chiều rất đông người xem, nhưng có những người live stream vào lúc 1-2 giờ sáng lại rất đông người xem. Tức là nhiều khi là mình lại lệch, bởi vì cái phiên đấy nó nhiều đối thủ quá. À, lúc đấy nhiều thằng nó live stream quá. À, cho nên là lúc đấy mình lại gì ạ? Mình lại khó. Nên là mình cứ đăng thử đi, mình cứ làm thử đi. Mặc dù là có giờ khuyến khích đấy, nhưng mà mình đăng lệch giờ đi, biết đâu nó lại ngon hơn thì sao. Lúc đấy là ít thằng nó đăng, thằng nào cũng nghĩ là phải đăng vào lúc đấy, mình đăng lệch đi nó khi lại ngon thì sao, thế không biết, đúng không ạ? Rồi, một số cái chia sẻ khác nữa, ví dụ như là cái khung hình khi mà quay TikTok ấy. À, cái khung hình khi mà quay TikTok thì chúng ta dùng cái khung hình nào cho nó đúng này. Đấy, khi mà chúng ta quay TikTok ấy thì chúng ta có một cái khung hình như này. Anh chị em nhớ này, khung hình mà hình chữ nhật nằm ngang đó là khung hình dành cho cái gì ạ? Dành cho YouTube. Được chưa ạ? Khung hình dành cho TikTok là
dọc, khinh khung hình dọc. Bởi vì sao ạ? 80% người dùng TikTok là sử dụng trên điện thoại, chỉ có 20% là dùng trên máy tính thôi. Cho nên là chúng ta hãy ưu tiên khung hình dọc khi mà tham gia TikTok. TikTok bây giờ nó cho phép cả khung hình ngang anh chị em nhé, kể cả khung hình ngang vẫn lên bình thường, không làm sao cả. Nhưng mà khung hình dọc nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta chia cái khung hình như là làm gì ạ? Làm hai phần. Tiếp tục chúng ta lại chia cái này làm hai phần. Chúng ta chia cái phần này là hai phần. Tiếp tục lại chia cái thằng này làm hai phần nữa. Được không ạ? Rồi. Và bây giờ là chúng ta gì ạ? Cái khung hình trên cùng này ấy, là cái phần mà nó để những cái thông tin cơ bản. Cho nên là phần này chúng ta quay, chúng ta không để lên đây. Cái 1/4 khung hình dưới này chúng ta cũng không gì ạ, không để nội dung ở đây. Được không anh chị em? Cái khung hình này, cái đoạn bên phải này, nó là nút là follow này, nút là like này, nút share này, nút duet này, rồi một số cái nút khác đây, lưu này, đấy, yêu thích này, kiểu kiểu vậy, được chưa? Như vậy là gì ạ? Nếu như mà chúng ta có quay video ấy, thì chúng ta nên để cái khuôn mặt của mình nó nằm trong khoảng này, được không ạ? Nên đặt cái khuôn mặt của mình nằm trong khoảng này, đấy, đấy, người nằm trong khoảng này. Ok không anh chị em? Tức là cái đầu của mình ấy nằm ở phía trên nửa, ở bên trên. Mình chia cái khung hình làm hai thì cái đầu mình nó phải nằm bên trên này. Đừng để cái nằm đầu bên dưới. Tại vì sao ạ? Sau một thời gian nữa thì thằng TikTok nó sẽ có những cái, nó sẽ có những cái gọi là comment, rồi những cái hình ảnh, rồi những cái thứ nó sẽ chiếm luôn cả cái vị trí này luôn. Đấy, ví dụ như nó ghim sản phẩm hoặc là live stream hoặc các thứ ấy, là chúng ta gì ạ? Mất đoạn này luôn. Như vậy cuối cùng là khung hình chính chúng ta chỉ nằm mỗi đây thôi. Nếu mà bình thường không phải là TikTok Shop thì không có cái này, nhưng TikTok Shop nó chiếm luôn cả cái phần này luôn. Đấy, video, nếu mà chúng ta làm video thì chúng ta nhớ là chỉ có khung hình này là chúng ta xuất hiện thôi. Thế có những người mà mình làm video ấy, xong rồi mình viết chữ, mình viết chữ vào đây. Ví dụ chạy phụ đề Việt Shop, mình chạy chủ đề Việt Shop, mình chạy đây thì sao ạ? Chẳng ai xem được. Mình chạy ở trên này cũng chẳng ai xem được, đúng không ạ? Cho nên nếu mà anh chị em có phụ đề ấy, vui lòng đặt ở đây cho Huy, đúng không ạ? Mình chia khung hình làm đôi và đặt cái Việt Shop của mình, đặt cái phụ đề ấy, hoặc là cái tiêu đề của video đặt bên dưới này, hoặc làm gì ạ? Hoặc đặt bên trên này, đúng không ạ? Chia làm đôi này, xong chia làm đôi nữa, đặt cái phụ đề lên trên này. Đừng đặt tít lên trên này anh chị em nhé. Đặt tít lên trên này không nhìn thấy đâu. Đặt ở đoạn này. Đấy, anh chị em lưu ý chỗ này chú ghi nhá. Đó, đúng ạ. Rồi, cái khung hình nhá. Thêm cái đoạn tiếp theo là cái số mấy này, tỷ lệ vàng khung hình rồi. Những cái vi phạm lên tránh khi mà chúng ta làm TikTok, chúng ta lên tránh những cái vi phạm như nào? Thì có một số cái vi phạm lên tránh như sau. Cái thứ nhất đấy là về tình dục, sex, khỏa thân. Thì anh chị em biết là TikTok nó là nền tảng cho giới trẻ, cho nên là gì ạ? Là rất là làm chặt cái vụ này. Tất cả những anh chị em là mà đăng những cái hình ảnh mà sexy, mà khỏa thân, mà lộ nhiều da thịt ấy, là video của anh chị em sẽ bị bóp tương tác và không lên được xu hướng, và thậm chí là bị xóa. Những chị em phụ nữ mà hở cái xương quai xanh và gì ạ, hở cái khe ngực là TikTok nó không thích. Đây mình nói về là khi mà mình tham gia bất kể một cái chợ nào thì chúng ta phải nghiên cứu cái luật chơi của cái chợ đó, phải nghiên cứu cái luật của cái chợ đấy. Thế có nhiều người bảo là thế tôi chơi Facebook nhiều rồi thì Facebook với cả TikTok chắc nó cũng giống nhau. Xin thưa với anh chị em, đây là một cái sai lầm phổ biến. Nếu như mà chúng ta không học cái quy định của TikTok, chúng ta không biết ấy, thì chúng ta sẽ không thể áp được cái quy định của Facebook, của Shopee, của YouTube vào với cái luật của TikTok đâu. Đúng không ạ? Cái luật nó khác hoàn toàn. Đấy. Cái đầu tiên ấy, đó là cái việc mà
những cái video về sexy rồi những cái hành động mà mình làm sexy gây liên tưởng đến cái việc mà tình dục hoặc là sex hoặc là những cái dung tục thì là tuyệt đối TikTok làm rất chặt, nó sẽ xóa video của anh chị em và hạ cái gọi là hạnh kiểm của cái kênh của mình xuống, và mình rất khó để được được tăng trưởng lên. Cho nên tuyệt đối lưu ý, thậm chí là những cái quay những cái anh đàn ông ấy mà ngồi mà để cái quần nó cuộn cộm lên ấy, mà nó u thành một cục ấy, không biết là cái cục gì, nhưng mà TikTok nó không thích điều này. Đấy. Cho nên cái từ khóa đầu tiên đấy là về sex hay là tình dục là tuyệt đối phải hết sức lưu ý. Cái từ khóa thứ hai khi mà chúng ta làm với TikTok đấy là từ khóa về bạo lực. Tất cả những video mang tính chất là đánh người, vợ đánh chồng, chồng đánh vợ, bố mẹ đánh con, thậm chí là đánh về những cái hình ảnh mang tính chất đấy hoặc là có xu hướng đấy là tuyệt đối là không được phép, đúng không ạ? Những cái hình ảnh liên quan đến sử dụng những cái loại vũ khí, ví dụ như là dao, ví dụ như là kéo, ví dụ như là súng, kể cả súng đồ chơi thì cũng bị hạn chế một cách triệt để, đúng không ạ? Facebook nó TikTok nó không thích điều này. Dao mà dùng trong nhà bếp để cắt đồ ăn thì ok, nhưng mà dao cầm trên tay mà không có một cái mục đích gì là không được. Ok anh chị em nhé. Rồi cái từ khóa tiếp theo nữa là từ khóa về trẻ em. TikTok thì là cái nền tảng rất là trẻ và họ bảo vệ cái quyền trẻ em rất là cao luôn. Nếu mà chúng ta quay đứa trẻ mà không có bố mẹ đi kèm là không được phép. Hoặc là những cái hình ảnh mà trẻ em mà không mặc gì, trẻ em mà khỏa thân ấy, thì nhiều khi những đứa trẻ nhiều khi là mình cũng cũng không để ý, nhưng mà cũng không được phép. Nếu mà có trẻ em thì nên có những cái người lớn đi kèm. Trẻ em là từ 16 tuổi trở xuống anh chị em, 16 tuổi trở xuống là trẻ em rồi. Rồi, cái từ khóa tiếp theo để mà chúng ta lưu ý ở TikTok đấy là gì ạ? Đấy là về thương hiệu. TikTok nó không thích là chúng ta quảng cáo quảng bá bất kể một cái thương hiệu gì. Ví dụ như là thương hiệu như là YouTube, như là Facebook, ví dụ như là Google, ví dụ như là Nike, ví dụ như là LG, ví dụ như là Samsung, ví dụ như là Apple. Nó không thích điều này. Nếu mà mày muốn quảng cáo thương hiệu, mày phải trả tiền cho tao. Cho nên trong các cái video của mình ấy, nó lẫn vào một cái logo của một thương hiệu nào đó thôi, thì ngay lập tức video của mình nó sẽ không được lên xu hướng. Có thể không bị xóa đâu, nhưng sẽ không được lên xu hướng, không được phân phối lượt xem. Đó. Cho nên tuyệt đối chúng ta không để những cái logo thương hiệu ở trong các video, thậm chí là logo của mình nhé, thì cũng gì ạ, cũng hạn chế. Logo công ty của mình luôn cũng hạn chế. Ví dụ chúng ta quay những cái video mà chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta quay video mà ở ngoài đường có những cái logo chẳng hạn, thì chúng ta tìm cách chúng ta che nó đi hoặc là lướt qua thôi. Ok không ạ? Rồi một cái từ khóa tiếp theo nữa là chúng ta nên tránh khi mà quay, đó là thông tin cá nhân. Chúng ta quay video mà chúng ta đưa lên số điện thoại, số Zalo, rồi là địa chỉ đấy, rồi là số xe, số nhà, số công ty, rồi tất cả những cái thứ mà mang tính chất là thông tin cá nhân là chúng ta không được phép đăng lên. Một phát là chúng ta bị cảnh báo này, đúng không ạ? Thêm một nữa điều nữa đấy là gì ạ? Đấy là khi mà video của mình ấy, mà mình kêu gọi hoặc là gắn link để mà mọi người sang một cái nền tảng khác là nó không thích. Mình đến cái chợ này xong rồi mình cứ gọi là: ê mọi người ơi, sang chợ kia chơi đi, sang Facebook chơi đi, sang 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 Shopee chơi đi, sang Zalo chơi đi, sang YouTube chơi đi, nó không thích. Cho nên là không kêu gọi mọi người, điều hướng mọi người sang cái nền tảng khác. Ok không ạ? Nhớ điều này nhé. Tuyệt đối không gắn các cái QR code ở trên video. Tuyệt đối cấm luôn. Tất cả QR code là không được phép. Có nhiều ông quay video gắn mẹ QR code về Zalo, số điện thoại hay là ABC, cái thứ Facebook hay là trang website của mình trên video. Không được phép. Một từ khóa nữa liên quan đến cái việc đến động vật. Rất nhiều cái video liên quan động vật ở trên TikTok đúng không anh chị em? Nhưng mà những cái video mà mang tính chất hành hạ
những cái động vật, những cái con vật ấy là tuyệt đối cấm, là không được phép. Đấy, bảo vệ động vật, đấy là một trong những nguyên tắc. Một cái từ khóa nữa mà chúng ta nên tránh đấy là gì ạ? Đấy là tuân thủ luật pháp Việt Nam. À, luật pháp Việt Nam là gì ạ? Là chúng ta có những cái ví dụ như là chúng ta đi ra đường chúng ta phải đội mũ bảo hiểm, không vượt đèn đỏ, không đi không bốc đầu, không đi xe bằng một tay, không vừa đi vừa nghe điện thoại. Đại khái là những cái luật của Việt Nam thì chúng ta cần phải tuân thủ. Nếu mà chúng ta quay video ngoài đường ấy, mà có thằng nào mà đi xe máy không đội mũ bảo hiểm ở phía sau, nó lọt vào trong khung hình của mình thôi, là video của mình nó sẽ không được lên đề xuất. Nếu như mà đường sau có một thằng nó hút thuốc ấy, là sẽ không được lên đề xuất. Sử dụng tất cả các loại chất kích thích không được lên đề xuất. Hoặc là những cái video mà cổ vũ cho cái việc mà uống bia, anh em vô vô vô, không được đề xuất. Không xóa, nhưng mà anh chị em thấy video đấy nó sẽ rất khó để mà lên, gọi là lên trend, lên đề xuất. Lên đề xuất là sao ạ? TikTok nó sẽ phân phối, nó sẽ tự động phân phối tất cho tất. Ví dụ như có 1 triệu người đang xem và có 1.000 video, thì TikTok sẽ phân phối 1 triệu người xem này đến những cái video mà vừa mới đặt. Đó. Thế thì nó phân phối như thế nào ạ? À, nó phân phối dựa trên cái số lượng cái người mà nổi tiếng. Cái người nào có nhiều follow hơn, nổi tiếng hơn thì nó sẽ phân phối ưu tiên cho những người đó. Và những cái người mà đang follow cái người đó ấy, thì sẽ được ưu tiên xem cái video của cái người đó đăng lên. Mình không có follow nào thì nó biết phân phối cho ai, thì nó đành phải phân phối ngẫu nhiên, đúng không ạ? Đấy. Đầu tiên nó sẽ phân phối khoảng 200 lượt xem. Và nếu 200 lượt xem đó mà người ta thích, người ta comment, người ta like, người ta share, người ta ở lại, người ta xem đi xem lại, thì TikTok hiểu rằng cái video này của mình có giá trị, video này của mình hay, cho nên nó tiếp tục phân phối tiếp cho đến 1.000 người. Cho nên anh chị em thấy các video của mình lên ấy, nó loanh quanh loanh canh là 900 bao nhiêu người đấy. Ít khi lên trên 1.000 người lắm, đúng không ạ? Tức là nó có những cái mốc cả. Nếu như mà họ phân phối thêm đến 1.000 người mà lại không thấy có sự tương tác, mọi người không thích, người ta vào xem được có 1 giây, 2 giây người ta out ra. Như vậy là gì ạ? Nó chấm điểm cái video của mình là không hay và nó không phân phối tiếp nữa. Nếu mà vượt qua cái mốc 1.000 người này, mọi người xem hết cái video, mọi người nhấn like, nhấn follow, nhấn share, nhấn thả tim, thì tiếp tục nó phân phối mình cho mình thêm nữa, lên đến là gì ạ? 10.000 mắt xem. Và nếu mà họ phân phối đến 10.000 mắt xem mà mọi người cũng tiếp tục cái tỷ lệ mà thả tim, mà like, mà share, mà cao ấy, thì nó phân phối tiếp lên đến là gì ạ? 50.000 mắt xem, 50.000 lượt xem. Và 50.000 lượt xem mà ok, vượt qua được rồi, thì nó sẽ phân phối lên đến 100.000 lượt xem. Và sau đó là gì ạ? 500.000 lượt xem. Và sau đó là gì ạ? 1 triệu lượt xem. Như vậy nó có những cái mốc để nó phân phối, đúng không ạ? Đấy. Và khi mà nó vượt qua được cái tỷ lệ nhất định thì cái video chúng ta sẽ tự động được phân phối nhiều hơn. Và có 1 triệu lượt xem thì làm sao ạ? Thì người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn, người sẽ có nhiều người follow mình hơn, và những cái video khác của mình ấy, nó cũng sẽ có cơ hội để tăng lượt xem, tăng lượt like, và cái kênh của mình nó sẽ lên cái... Nếu mà một video của mình có 1 triệu lượt xem thôi ấy, là mình hoàn toàn là có thể 5 đến 10.000 follow mới, chỉ cần một video thôi là có thể đến 5 đến 10.000, thậm chí là 20.000 follow trong bằng một cái video thôi, đúng không ạ? Đó. Rồi, thế thì việc của chúng ta ở đây nó là gì ạ? Một số anh chị em là mà chúng ta đến giờ đi làm, đi học, thì anh chị em cứ giờ nhé, thì Huy chia sẻ thêm một chút nữa về cái việc mà bán hàng ở trên TikTok, đúng không ạ? Anh chị em nào mà còn thời gian ở lại thì Huy chia sẻ thêm vài phút nữa, đúng không ạ? Thế cuối cùng, thế thì làm thế nào để chúng ta bán hàng được trên TikTok? Làm thế nào để chúng ta kinh doanh được trên TikTok? Được không ạ? Chúng ta biết các cái vai trò của mình rồi. Thì TikTok hiện nay đang có một cái kênh TikTok Shop, thì làm nào để bán hàng với nó? Thì có một số cái tư duy sai lầm như sau. Có nhiều người nghĩ rằng tôi phải có nhiều follow thì tôi mới bán được hàng. Điều này đúng,
có nhiều follow thì dễ bán hàng hơn, nhưng không có follow vẫn bán được hàng, vừa rồi Huy chứng minh cho anh chị em đúng không ạ? Chỉ có 43 cái follow thôi mà vẫn live stream mà vẫn bán được rất nhiều hàng, bán gần 200 đơn hàng với hơn 200 mắt xem cùng một lúc. Như vậy là gì ạ? Không cần nhiều follow vẫn bán được hàng, không cần phải trở thành người sáng tạo nội dung vẫn bán được hàng, không trở thành idol, không trở thành KOL, KOC vẫn bán được hàng. KOL tức là gì ạ? Là key opinion leader. KOC là key of opinion consumer, tức là gì ạ? Là những cái người leader, là những người dẫn dắt. À, cái ý kiến của họ là những người ý kiến mang tính chất là dẫn dắt cuộc chơi. Đấy. À, họ là những người ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng, và họ có sức ảnh hưởng lớn, có nhiều fan hâm mộ. KOC là những người rất là bình thường giống như mình thôi, họ cũng sáng tạo nội dung và họ có nhiều follow, thế là KOC đúng không ạ? KOC, KOL thì chúng ta không cần phải là những cái người như vậy, chúng ta vẫn có thể bán được hàng. Thế có nhiều người bảo là bây giờ em không có tiền để nhập hàng, em không có hàng nhưng em không bán được hàng. Xin thưa với anh chị em là không có hàng vẫn bán được hàng. Đó là gì ạ? Facebook nó có một cái chế độ, TikTok nó có một cái chế độ, đấy là chế độ là affiliate. Affiliate tức là sao ạ? Tức là chế độ là tiếp thị liên kết. Mình không có sản phẩm nhưng mà mình có khả năng sáng tạo nội dung, mình có khả năng làm video, đúng không ạ? Thì mình làm video xong mình bán sản phẩm của người khác và mình sẽ được chia hoa hồng dựa trên cái sản phẩm mà mình bán. Và trung bình các cái sản phẩm ở trên TikTok nó sẽ có mức hoa hồng từ 10-20%. Từ 10-20%. Đúng không ạ? Những cái người mà bán hàng ấy thì sau khi trừ hết chi phí ấy, cuối cùng họ chỉ được có khoảng độ 20% thôi. Mình không cần phải đóng hàng, mình không cần phải ship hàng, mình không cần phải quản lý nhân sự, mình không cần phải đau đầu, mình không cần phải mệt mỏi, mình không cần phải bỏ tiền nhập hàng, mình vẫn bán hàng, vẫn có thể kiếm được 20% bằng nó. Thế tại sao mình lại không bán hàng bằng hình thức đấy? Đầu tiên mình cứ bán bằng gì ạ? Bằng sản phẩm của thằng khác đi, đúng không ạ? Khi mình bán được nhiều lúc đấy mình nghĩ việc nhập hàng sau. Ok không anh chị em? Rồi. Thế có một số anh chị em lại bảo là bây giờ tôi không giỏi để mà live stream, không giỏi về bán, không giỏi về bán hàng, không giỏi về quảng bá thương hiệu thì làm nào để tôi kiếm tiền? Nếu mà bạn không giỏi về bán hàng, không giỏi về live stream, không giỏi về xây kênh, không giỏi về làm video, không giỏi về việc mà tăng follow thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Nhập hàng về, đăng lên shop, xong đầu gì ạ? Kêu gọi mọi người bán hàng cho mình. Anh chị em sẵn sàng trích 10% cho những cái người họ bán hàng cho mình không? Sẵn sàng đúng không? Mình đăng lên trên cái shop của mình, sau đó là mình đi tìm những cái người KOC, KOL ấy, xong đầu mình gửi sản phẩm cho họ, mình bảo là nhờ họ bán hộ. Không phải bán hộ đâu, mà họ bán họ có tiền mà. Mình đặt cái chiết khấu cao lên tí, 20%. Ok không? Họ bán cho mình ngay. Họ bán điên cuồng cho mình luôn. Như vậy là mình có sản phẩm nhưng mình không giỏi bán hàng, mình không biết cách nào để mình bán hàng, thì có 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 thằng nó bán hàng cho mình miễn phí. Mình chỉ cần trả cho nó khi nào ạ? Khi nó bán được hàng cho mình. Ok chưa? Được không anh chị em? Như vậy là gì ạ? Mình có sản phẩm không biết bán hàng, đưa lên đây bán hàng. Mình không có sản phẩm nhưng mà mình biết cách live stream, biết cách làm video, vẫn bán được hàng. Mình không có follow, không có và không phải người nổi tiếng nhưng mà biết cách live stream, vẫn bán được hàng. Như vậy là gì ạ? Có rất nhiều cách để bán hàng. Rồi. Và đây là cơ hội dành cho những cái người đang có những cái bán, có cửa hàng offline anh chị em nhé. Những người có cửa hàng offline, mình mở ra xong đó mình chờ mọi người đi qua đi lại, nhìn thấy cái biển hiệu của mình để vào. Đấy là cách làm của ngày xưa.
Bây giờ mà mình không chủ động mang hàng đến cho người ta, không chủ động mang thông tin đến cho người ta thì làm sao ạ? Người ta không quan tâm đến mình đâu. Bởi vì sao ạ? Có rất nhiều đối thủ ở xung quanh chúng ta. Nếu mà chúng ta không chủ động tìm kiếm đến khách hàng thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ chết. Nếu mà bây giờ mà mình mở ra một cái quán ăn, mở ra một cái cửa hàng xong ngồi đó chờ khách đến ấy, thì đấy gọi là cách kinh doanh chết từ từ. Nó không chết ngay đâu anh chị em, nhưng sẽ chết từ từ. Mở quán ăn, mở cửa hàng thời trang, mở cửa hàng tóc, cửa hàng nail, cửa hàng spa mà cứ ngồi đấy chờ khách hàng nó đến ấy, thì đấy là cách kinh doanh là gì ạ? Chết từ từ anh chị em nhé. Bây giờ là chúng ta phải chủ động mang sản phẩm, dịch vụ, thông tin của mình đến cho khách hàng. Đó. Cho nên là gì ạ? Nếu mà chúng ta có một cái sản phẩm tốt, đừng ngồi đấy để mà chờ người ta đến người ta hỏi mình, mà mình phải đi mình hỏi người ta, mình đến mình mời chào người ta. Đúng không anh chị em? Và đây là cơ hội dành cho những cái người mà kinh doanh hệ thống. Những cái người mà làm kinh doanh hệ thống truyền thống, hoặc là kinh doanh hệ thống kiểu network marketing kiểu như là MLM, thì đây là cơ hội rất lớn. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta không làm, thằng khác nó vẫn làm. Và trong thời gian tới, affiliate nó sẽ chiếm lĩnh cái thị phần. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi đấy để mà chờ, để mà tuyển dụng đại lý, tuyển dụng tuyến dưới, không có cửa đâu anh chị em, người ta sẽ không làm đâu. Nhưng nếu như mà chúng ta đưa họ về được làm affiliate của mình thì chúng ta sẽ có cách để nâng cấp họ lên từ một cái người làm affiliate trở thành cái người đại lý của mình. Nếu mà chúng ta kinh doanh hệ thống mà truyền thống, từ một cái người affiliate để chuyển thành cái gì ạ? Là tuyến dưới của mình nếu mà chúng ta kinh doanh MLM. Được không anh chị em? Và chúng ta đi theo cái gọi là phễu bán hàng hay là gì ạ? Theo từng nấc. Đầu tiên họ là cái người mua hàng. Sau khi họ mua hàng xong thì mình mời họ trở thành cái người bán hàng, tức là affiliate mình cho mình. Thì chúng ta biết là gì ạ? MLM hay là kinh doanh truyền thống, kinh doanh hệ thống, thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Bán hàng bằng hình thức truyền miệng, tức là lấy người mua hàng, tức là lấy khách hàng để trở thành người bán hàng. Đây là một hình thức kinh doanh cực kỳ là gì ạ? Thành công trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với em với Huy cái quan điểm này? Tức là sử dụng người khách hàng, sử dụng người mua hàng để trở thành người bán hàng cho mình. Đây là một tư duy kinh doanh cực kỳ thông minh. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với quan điểm này, comment đồng ý. Bởi vì sao ạ? Họ đã mua hàng rồi, họ thích cái hàng đấy rồi, thì họ chia sẻ bằng chính cái câu chuyện của họ. Cho nên anh chị em lúc đầu Huy có nói, anh chị em muốn mua hàng, muốn bán được hàng thì phải mua hàng là vậy. Muốn bán hàng gì thì phải mua cái hàng đấy. Đừng có cái chuyện mà mình mua về mình dùng thôi, chứ không phải mua về mình chất một đống ở nhà xong mình bán. Không nhất thiết. Như vậy là gì ạ? Sử dụng chính những cái người mua hàng để trở thành người bán hàng. Tất khi mà chúng ta tuyển affiliate ấy, chúng ta tuyển ở đâu ạ? Tuyển từ những khách hàng của mình. Thế nên là làm sao để mình có những khách hàng đầu tiên? Thì cái này thì Huy sẽ hướng dẫn ở trong một cái chủ đề khác, một cái hôm khác. Làm sao để mình có những cái đơn hàng đầu tiên? Ở giai đoạn đầu ấy, Huy chia sẻ nhanh cho anh chị em luôn. Có rất nhiều thứ để chia sẻ nhưng mà không thể nào chia sẻ hết được. Để giai đoạn đầu khi mà chúng ta chưa có follow, chưa có khách hàng, livestream không có ai xem, đăng video nên không có mắt xem, không có người xem, làm thế nào ạ? Thì có rất nhiều cách. Trong đó có một cách, đó là chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo để có người xem, chạy quảng cáo để có đơn hàng, chạy quảng cáo để có chuyển đổi, chạy quảng cáo để có người follow. Thời gian đầu mình chưa nổi tiếng thì mình phải bỏ tiền ra thôi. Ok không ạ? Anh chị em không chịu bỏ tiền, ok không sao. Nhưng mình không bỏ tiền thì mình phải bỏ gì ạ? Bỏ thời gian, bỏ công sức ra. Mà kể cả mình bỏ tiền ra thì mình vẫn phải bỏ công sức, vẫn phải quay video, vẫn phải livestream. Chứ không phải là bỏ tiền không đâu. Cái video của anh chị em mà không hay ấy, mà anh chị em chạy quảng cáo ấy, thì làm sao ạ? Tốn tiền. Người ta vào, người ta xem được 3 giây xong rồi người ta gì ạ? Người ta out ra. Thì làm sao ạ? Thì mất tiền. Mà vẫn không bán được hàng. Cho nên là gì ạ? Kiểu gì chăng nữa là chúng ta cũng phải có video.
video mình hay là video ai đó Huy không biết. Có rất nhiều cách để làm video, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ, thời gian đầu để bán được những đơn hàng đầu tiên thì chạy quảng cáo, đây là cách rất là hay. Có nhiều cách nhé, nhưng mà đấy là một cách rất là hay, được chưa ạ? Sau khi mình chạy quảng cáo rồi, có người mua rồi, thì bắt đầu ấy là mình biết được cái đối tượng người mua của mình là ai, được chưa ạ? Và khi đó thì mình có thể liên hệ với khách hàng của mình nhờ họ làm affiliate cho mình luôn, ok chưa? Đấy, nói chung là có rất nhiều cách để mà chúng ta có thể kinh doanh, có thể bán hàng để mà kiếm tiền từ TikTok. Đây đang một nền tảng rất là dễ và nó đang là một mỏ vàng chỉ chờ chúng ta khai thác thôi. Comment xuống điều này, đây là cái từ khóa cuối cùng mà mình chia sẻ cho anh chị em trong cái buổi ngày hôm nay, và hy vọng anh chị em chúng ta đừng bỏ lỡ cái cơ hội này nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội với Shopee, với Facebook, với những cái nền tảng khác rồi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy tập trung vào nó, chiến đấu để mà gì ạ, tìm kiếm cho mình những cái người bán hàng, những cái tuyến dưới, những cái đại lý, những cái người follow, những người theo dõi mình, ok không ạ? Và chúc anh chị em chúng ta sẽ thành công với một cái mô hình kinh doanh mà Huy nghĩ rằng nó rất là mới và nó cũng rất là thú vị. Và khi mà nghiên cứu nó thì cũng có rất nhiều điều thú vị. Và Huy chúc anh chị em chúng ta sẽ thành công. Và nếu anh chị em nào mà mong muốn được đồng hành cùng với Huy, tức là mình học tập cùng với nhau, bởi vì Huy cũng đang học tập anh chị em. Chính xác là Huy cũng đang học tập, Huy vừa làm Huy vừa học. Và giống như lúc nãy Huy có chia sẻ đấy, Huy có một cái nhóm là tất cả anh chị em nào mà quan tâm thì chui vào trong đấy. Đấy, thì anh chị em trong quá trình làm ấy, anh chị em sẽ có những cái vướng mắc thì mình gọi là chia sẻ cho nhau. Huy cũng không dám là đào tạo, không dám là dạy ai cái gì, chỉ đơn giản là mình có thông tin gì đó thì mình chia sẻ cho nhau, bởi vì cái điều đấy là cái điều mà mình thích, mình thích chia sẻ, cho nên là gì ạ, là được chia sẻ là mình thích rồi. Đấy, giống như là cái Zoom cả gái này, mình thích chia sẻ thì mình chia sẻ thôi, ok không ạ? Đấy, cho nên là nếu anh chị em nào quan tâm thì biết cách để tìm đến Huy như nào rồi, đúng không ạ?